Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Món Ăn Ngon. Hôm nay mình sẽ nấu một món mà được rất là nhiều bạn yêu cầu mình làm cũng rất là lâu rồi. Đó chính là món bánh canh cua. Và để làm cái món này thì mình không thể nào thiếu cua được nha các bạn. Ở đây mình có chuẩn bị hai con cua nặng nửa ký. Mình dùng loại cua biển nhé. Và tôm thì mình dùng 200g. Và nửa ký xương heo, nửa ký huyết. Ở đây mình có chuẩn bị 200g củ sắn, 100g củ hành tây, 100g củ cải trắng. Và đây là giá mình ăn kèm đó, các bạn ăn nhiều thì mình dùng nhiều hơn nha. Và mình dùng vài cọng ngò rí, vài cọng hành lá, vài cọng rau ngò gai nữa. Và đây là bánh canh bột lọc, mình dùng nửa ký và 150g nấm rơm. Bột năng mình dùng 3 muỗng canh và 10 quả trứng cút. Còn đây là tiêu xay thì khi ăn mình sẽ rắc vào một ít. Đường mình dùng 1 muỗng canh và 1 muỗng canh nước mắm, 3 muỗng canh màu dầu đều. Ở đây mình dùng màu dầu đều để cho cái món bánh canh của mình nó có màu đẹp đó. Hạt nêm thì mình sẽ dùng 2 muỗng canh. Và đây là hành tím phi, khi mà ăn thì mình sẽ rắc vào một ít. Và mình dùng vài tép tỏi nữa. Còn đây là chả lụa, mình dùng khoảng 200g nha. Ngoài chả lụa thì các bạn cũng có thể cho thêm chả cá cũng được nữa. Đầu tiên thì mình sẽ trụng cái phần xương heo. Mình sẽ trụng khoảng 2 phút rồi vớt ra rửa sạch lại với nước lạnh nhé. Mình trụng như vậy để cho cái phần xương nó được sạch hơn nè. Và bây giờ mình sẽ vớt ra. Mình cho vào nồi 2 lít nước, sau đó cho cái phần xương heo mà mình đã rửa sạch vào. Và mình sẽ hầm trong vòng 1 tiếng. Phần củ sắn và củ cải trắng thì mình sẽ xắt cái miếng vuông vuông như vậy để mình cho vào trong cái nồi nước hầm xương mình hầm á, cho nó ra cái nước ngọt. À, bây giờ mình sẽ cho hành tây nè, củ sắn và củ cải trắng vào trong nồi nước hầm xương. Và đây là cái phần gốc rau ngò rí nè các bạn, mình rửa sạch rồi mình cho vào trong nồi nước dùng luôn. Như vậy thì cái nồi nước dùng của mình nó sẽ thơm hơn đó. À, mình sẽ đậy nắp lại, cho nước sôi lên rồi mình hạ lửa nhỏ xuống. Và trứng cút thì mình đã luộc chín rồi nè, bây giờ thì mình chỉ việc vớt ra rồi lột vỏ thôi. Phần ngò rí và ngò ga thì mình sẽ sắc nhuyễn. Đến phần hành lá thì mình sẽ cắt cái phần gốc ra, còn cái phần lá này thì mình sẽ sắc nhuyễn. Phần nấm rơm thì các bạn thấy cái nấm nào to thì mình sẽ cắt nó ra làm hai như vậy. Còn nấm nào nhỏ thì mình khỏi cắt. Phần chả lụa thì mình sẽ sắp thành những miếng vừa ăn. Đến phần tỏi thì mình sẽ băm nhuyễn. Rồi bây giờ mình sẽ mần con cua này nha. Mình bỏ đi cái phần phổi cua này, cắt bỏ những cái phần rìa rìa này nha các bạn. Và mình sẽ đem cua đi rửa, mình rửa cho nó sạch cái phần đất này nè. Thôi cua thì mình đã tách ra và rửa sạch xong rồi nhé. Và mình sẽ nạo cái phần gạch cua ra ngoài cái chén. Bây giờ mình sẽ cho một ít dầu ăn vào trong chảo và cho phân nửa phần tỏi băm nhuyễn vào. Mình phi cho cái phần tỏi này vàng thơm lên rồi cho nấm rơm vào nhé. Mình xào như vậy cho cái nấm rơm nó được thơm hơn. Mình cho vào một ít hạt nêm, chỉ một ít thôi nha các bạn. Và tiếp tục xào lên. Nấm này mình sẽ xào khoảng 2 phút. Rồi nấm mình xào như vậy là được rồi. Giờ mình đổ ra ngoài cái tô. Và mình sẽ dùng cái chảo mà mình vừa xào nấm rơm để mình xào cua luôn, cho một ít dầu ăn vào trong chảo. Rồi mình cho phân nửa phần tỏi còn lại vào, phi cho vàng thơm lên rồi cho cua vào. Mình sẽ đổ hết phần gạch cua vào luôn. Và mình xào khoảng 2 phút. Mình xào sơ cua thôi nha các bạn, không có xào cho nó chín quá,
tại vì chút mình còn cho vào trong cái nồi nước dùng nữa đó. Mình sẽ cho vào một ít hạt nêm để cho cua nó được đậm đà hơn. Rồi, cua mình xào như vậy là được rồi, giờ mình tắt bếp luôn. Đến cái phần huyết heo thì mình sẽ xắt ra thành những cái cục vuông vuông. Mình bắt lên bếp một nồi nước sôi rồi, giờ mình cho vào khoảng nửa muỗng cà phê muối. Rồi mình sẽ cho vào một ít gừng đập dập. Rồi cho huyết vô để mình luộc. Phần huyết này thì mình sẽ luộc khoảng 5 phút. Bây giờ mình sẽ vớt huyết ra rồi cho vào trong một cái tô nước đá lạnh để cho huyết giữ được cái độ giòn. Mình sẽ ngâm huyết trong nước đá khoảng 5 phút rồi vớt ra để cho thịt vào ráo nước. Rồi cái nồi nước dùng nãy giờ mình nấu cũng được 1 tiếng rồi. Và mình sẽ vớt phần củ hành tây, củ sắn và củ cải trắng ra. Và cái phần xương heo rồi rễ ngò rí mình cũng vớt ra luôn. Sau đó mình sẽ cho tôm vào để mình luộc. Mình luộc trong cái nồi nước dùng này để cho cái nước nó được ngọt hơn. Tôm thì rất là mau chín, mình sẽ luộc khoảng 5 phút. Tôm đã chín rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ vớt ra nha. Vớt ra là mình cho vào trong một cái tô nước đá lạnh để cho phần thịt tôm nó săn lại đó, khi mà mình lột vỏ thì nó sẽ dễ lột hơn. Tiếp theo là mình sẽ cho cua vào trong cái nồi nước dùng này. Và cái phần cua này thì mình sẽ luộc khoảng 5 phút rồi vớt ra. Và phần thịt cua cũng đã chín rồi, giờ mình vớt ra. Mình vớt ra để vào trong cái tô. Wow, thơm quá. Và mình sẽ cho hết phần nấm rơm vào. Và mình sẽ cho huyết và tôm đã lột vỏ vào luôn. Và mình sẽ bắt đầu nêm nếm gia vị, mình sẽ cho hết phần đường vào. Tiếp theo là mình sẽ cho hết phần hạt nêm vào. Mình cho nước mắm vào luôn. Nấu cho cái phần nước này sôi lên và mình nêm nếm gia vị lại cho hợp khẩu vị ăn của gia đình mình. Và cái phần bột năng này thì mình sẽ cho vào khoảng 5 muỗng canh nước. Khuấy đều cho cái phần bột này nó tan ra để chút nữa mình cho vào trong nồi bánh canh để tạo cái độ sền sệt đấy. Và nồi nước dùng mình nấu sôi lên khoảng 5 phút rồi sau đó mình sẽ cho sợi bánh canh vào. Hoặc khi nào ăn thì mình hãy cho bánh canh vào cũng được nha các bạn. Phần bánh canh này khi mua về thì mình đã trụng sạch với nước sôi rồi nha. Mình sẽ cho bột năng vào để tạo cái độ sệt. Bây giờ các bạn để lửa lớn nha. Rồi khi mà mình đổ bột năng vào thì mình vừa đổ vừa khuấy đều. Các bạn mà muốn cái độ sệt nó sệt hơn thì mình có thể cho thêm bột năng. Và cái độ sệt hơi hơi như vậy mình thấy là được rồi. Và cuối cùng thì mình sẽ cho màu dầu điều vào. Và cho phần gốc hành lá vào luôn. Rồi, như vậy là mình đã nấu xong cái nồi bánh canh cua rồi. Rất là thơm luôn á các bạn. Đói bụng quá đi. Bánh canh thì mình đã múc ra ngoài tô rồi nè các bạn. Đây, cái con cua nãy mình luộc đó là mình sắp lên luôn. Trứng cút thì mình luộc rồi mình cũng cho vô luôn rồi nè. Đây, cái càng cua này mình lột ra nè các bạn. Để khi ăn cho nó dễ ăn đó. Và bây giờ thì mình sẽ ăn thử nhé. Trước tiên thì mình sẽ húp thử cái phần nước dùng trước. Wow, nước dùng rất là đậm đà đúng không các bạn? Và rất là thơm cái mùi cua. Cái sợi bánh canh mà mình để ăn với lại bánh canh cua đó các bạn, thì là bánh canh bột lọc, nó trong trong như thế này nè. Sợi bánh canh thì mềm dai nè,
và nó trơn tuột vào cổ họng mình luôn vậy đó. Khi ăn thì mình sẽ chấm với nước mắm. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể ăn với lại muối ớt chanh nè, hoặc là muối tiêu chanh cũng được, tại vì mình chấm với cua đó. Cái càng cua này mình lột ra nè các bạn. Có nhiều người người ta bán cái càng cua mà lột sẵn như vậy nè, nhưng mà rất là mắc luôn á các bạn. Càng cua thì nó mắc lắm luôn á. Nên mình sẽ chấm với nước mắm. Nhưng mà các bạn thích ăn càng á thì các bạn lựa cái con cua nào có cái càng to to đó để mình có thể ăn được nhiều cua hơn. Phần thịt cua mình ăn rất là ngọt luôn và thịt rất là săn chắc nhé. Cái nước dùng này các bạn nó chỉ hơi sền sệt nhẹ nhẹ thôi chứ không có sệt nhiều quá. Có nhiều bạn không thích ăn sệt nhiều quá thì các bạn nấu vừa vừa giống như mình vậy nè. Nói chung là mình thấy cái món này rất là ngon luôn các bạn. Mình nấu tại nhà nè, vừa chất lượng nè, vừa vệ sinh nè, lại hợp khẩu vị ăn của gia đình mình nữa. Và các bạn ơi, video nấu món bánh canh cua của mình đến đây cũng hết rồi. Mình chúc cho các bạn làm thành công và ăn ngon miệng nha. Nếu các bạn mà có yêu thích video của mình thì hãy nhớ like nè, rồi chia sẻ cho bạn bè cùng xem nữa nha. Và những bạn nào mà đã đăng ký rồi thì các bạn hãy nhấn vào cái chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh Món Ăn Ngon. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye!